Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Quản Lý Lạnh. Thì hôm nay em về được rất nhiều nồi cơm. Hôm nay em sẽ lên cho các bác những cái nồi cơm như kiểu nồi cơm Mitsu với cả nồi cơm, nói chung là hàng dạng nồi cũng gọi là nồi VIP, nhưng mà VIP theo kiểu dạng trung bình. Thì em lên cho các bác từng mã một nhé. Bác nào ưng cái mã nào thì các bác liên hệ em nhé. Thì để đảm bảo cho cái thời gian nó được quay được nhiều hơn thì em sẽ không cắm điện cho các bác xem, nhưng mà em bao cơm cho các bác nhé. Bác nào ấy thì liên hệ nhé. Con đầu tiên em lên cho các bác là một em Mitsubishi. Con này đời 2015 luôn. Coi nhé. Mitsubishi Cup Neck đời 2015 luôn nhé. Ngoại hình thì tương đối ok luôn. Không móp méo, không bể vỡ gì. 215. Son rất dày. Đây nhá. Son này rất dày nha, và đẹp nhé. Con này là con mã 331. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu. Ngay xả hàng nhé, các bác nhanh tay thì còn nha. Chứ còn qua cái đợt dịch này nữa là một ra máy lại lên rồi. Quân mã số 332 cũng là một em đời 2015 của Mitsubishi. Con này màu đỏ nhé. Mitsu. Đây này, Mitsu Electric. Đấy. Son con này thì siêu mới luôn. Son con này thì gần như mới luôn. Đấy. Đấy, son con này gần như mới luôn nhé các bạn. Màu đỏ này rất là đẹp rồi. Đây màu đỏ này. Đây luôn, rất là sang trọng. Cho các bác mua về tặng cũng được. Dòng này nó ăn nấu cơm thì cũng ok ngon. Con này là mã 332. Em bán với giá là 1 triệu. 1 triệu 2 các bác nhé. 1 triệu 2 nhé. Con này màu đỏ nhé. Màu đỏ bây giờ nó đắt hơn cho màu trắng. Con này 1 triệu 2 các bác nhé. Siêu đẹp luôn. Đấy. Còn số 3 là một em Hitachi W2000 này. Con này siêu VIP của thằng Hitachi, VIP nhất của thằng Hitachi đấy. À đây, cơm em nấu rồi đây con. Ôi, cơm đang nấu. Đây cơm em đang nấu luôn. Vẫn còn nóng, còn nóng nóng hổi luôn. Con này son rất là son đẹp nhé. Đây son đẹp nhé. Son rất là nặng và đẹp luôn. Con này đời bao nhiêu thì em biết. Để em xem thử. Con này đời 2013 nhé. VIP, siêu VIP của thằng Hitachi nhé. Con này là mã 333. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 6. Bác nào lấy con này thì liên hệ em nhé. Đây là dòng VIP nhất của thằng Hitachi đấy. Đây này, W2000K nhé. Lên cho bác một để em sát Hello. Mã 334. Luột nồi đẹp, rất là đẹp luôn. Sát Hello. Cắp nách. Con này bao đẹp luôn. Đây con này em bán cho các bác với giá là, ôi trời, đây hết rồi. Con đây là 334. Xả xuống cho các bác còn 1 triệu 2. Sáp Hello nhé các bác nhé. Sáp Hello. Đây này các bác có thể xem ở đây, đây son rất dày và đẹp nhé. Sáp Hello nhé. Dòng này là dòng phím cơ này. 334, 1 triệu 2 nhé. Mã 335 này là lên cho các bác tiếp một em sáp Hello tiếp. Nhưng mà em sáp Hello này là sáp Hello cảm ứng các bác nhé. Con vừa rồi là sáp Hello. Đây son của nó đi. Bao đẹp luôn, còn như mới luôn. Hello.
vân của nó nhìn rất là hay. Đấy. Con này là 335 ngoại hình này. Đó. Con này là đời 22 các bạn, ngoại hình này. Cảm ứng này rất là sang trọng luôn nhé. Nấu cơm con rồng này nấu cơm rất là ngon luôn. 335 em bán các bác với giá là 1,2 triệu. Mã 335 1,2 triệu. Mã 336 lên cho các bác một em nồi tem cắt màu đỏ. Hitachi tem cắt màu đỏ, không biết con này để xem. Con này đời 2015 luôn nhé, đời rất là mới nhé, ngoại hình rất là đẹp. Đây đó, con này nó bị thụt một tí chỗ này, cái này nó bị nói chung cho do vận chuyển chắc nó vỡ một xíu xíu chỗ này luôn. Đấy, con này là mã 330, con này mã 336 nhá. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nhé. Một triệu các bác nhé. 336 1 triệu nhé. Quá đẹp, ngoại hình xung quanh rất đẹp, nó chỉ bị cái này nó bị vỡ nứt cho vận chuyển thôi. Không ảnh hưởng. Cái lốp cơm. 337 lên cho bác một em Mitsu đi. Mitsu. Con này Mitsu dưới màu đỏ trên màu đen, rất là đẹp. Rột nồi rất là đẹp nhá, dày nhá các bác nhá. Rất là dày luôn. Con này mã 37 cho các bác xem những cái loại này thì đây, nó thiết kế. Cái này bên trong nó là có cái bù ấy, nước rất là hay. Mã 300 à quên, để cái thế này cho các bác. Mã 337 em bán cho các bác với giá là 1,1 triệu nhé. 1,1 triệu. Mã 338 lên cho các bác một em Mitsu, cũng là Mitsu to nhé, xoong vẫn đẹp nhé, cũng rất đẹp. Nhưng con này thì nó lại bị cái đây, nó nứt cái chỗ này các bác, nó nứt cái đường nhựa chỗ này nhé. Các bác nào mà cảm giác mà ấy được thì con này em xả cho các bác còn 600k nhé, 338 nhé, còn 600k. Đây 600k. Đây quay cho các bác xem đây, nó bị đây là có một cái đường nứt cái mặt nhựa thôi, chứ nó không bên trong không ảnh hưởng nha các bác nhé. Đây nó có nứt cái mặt nhựa cho này, đây, nó nứt một tí mặt nhựa thôi, nó làm giảm xuống còn 600k nhé. Mã 339 này. Ôi dồi, xong này con này đẹp lắm. Ôi xong này đẹp như mới luôn, trông rất là đẹp luôn. Cái giò này em rửa rồi. Tí nữa lát nữa em ăn nào lấy thì em giò này rửa không bấm vào đây. Đấy. Ngoại hình xung quanh rất là đẹp luôn. Con này rất là đẹp. Con này đời 2013 các bác nhé. Đây bác nào về lấy này về đánh rửa thì sạch này như mới luôn. Mã 339 bán cho các bác giá 1 triệu. Bao nấu cơm ngon này các bác luôn. Và con cuối cùng mã 340 lên cho các bác một em đen tuyền luôn. Đây 340 một con đệ một em đen tuyền này, rất là đẹp. Nói chung là em lại quên để em tìm cái rẻ em lau cho các bác xem chứ không có các bác lại bỏ rồi đấy. Đây này không, đây những cái này là chỉ những cái bẩn này chưa lau này.
Đấy, ngoại hình rất là đẹp luôn. Nhưng bên trong cái xoong rất là dày. Nhưng mà xoong này lại bị chấm. Xoong con này bị chấm này. Thì bác nào lấy con này em để cho các bác với giá là 800k nhé. Mã 340. 800k coi như xả cho các bác. Đấy, bác nào mà muốn mua nồi cơm thì cứ liên hệ cho em nhé. Qua số điện thoại 0962 396 383. Đấy, nhà em có rất là nhiều nồi cơm luôn. Các bác cần các bác cứ liên hệ nhé. Nhà rất là nhiều nồi cơm luôn. Nay em sẽ lên tiết để tiết kiệm thời gian không cắm điện để em sẽ lên rất là nhiều clip cho các bác xem. Có gì các bác ủng hộ các bác chia sẻ và đăng ký kênh giúp em nhé. Cảm ơn.